về bảo hiểm nằm viện và phẫu thuật là sản phẩm mới ra mắt của công ty Linh vào đầu tháng 11 vừa qua thôi. Tuy mới ra mắt được hơn 2 tháng thôi, nhưng mà Linh thấy các khách hàng đã rất là tin tưởng và lựa chọn sản phẩm bảo hiểm nằm viện và phẫu thuật. Sản phẩm này đã giúp cho rất là nhiều khách hàng của Linh khi mà có nhu cầu và mong muốn đến sử dụng những dịch vụ y tế tốt hơn, hơn là những cái thẻ bảo hiểm y tế thông thường thì phải bỏ ra một cái mức chi phí rất là phù hợp với khả năng tài chính của họ. Để cho những khách hàng bình dân họ muốn sử dụng được dịch vụ y tế tốt hơn mà lại quên đi cái nỗi lo về viện phí bởi cái bảo hiểm nằm viện và phẫu thuật này, hiện tại thì đang là có mức phí thấp nhất trong các bảo hiểm khác. Tuy nhiên thì quyền lợi cũng rất là đầy đủ này, và có những cái quyền lợi mới rất là hấp dẫn đối với khách hàng, như là quyền lợi chi trả phẫu thuật này, hay là quyền lợi về cấp cứu là chi trả không giới hạn, có tổng đài đặt hẹn lịch khám tại nhà luôn, và khách hàng cũng không cần phải đồng chi trả. Thì thường thường khi mà khách hàng đã đồng ý với Linh là sẽ có một bảo hiểm nhân thọ rồi, thì Linh hay tư vấn thêm cho khách hàng về thẻ bảo lãnh viện phí như là bảo hiểm nằm viện và phẫu thuật chẳng hạn. Khi mà đưa ra những cái quyền lợi này cũng như mức phí này, và cũng như để so sánh giữa các cái thẻ bảo hiểm y tế của khách đang có, thì khách hàng của Linh cũng rất là thấy hấp dẫn này, và cũng thấy rất là quan tâm. Linh thấy là cái thẻ này với Linh hiện tại thì đang mang về cho Linh một cái doanh thu cũng rất là ok, vì là khi mà các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì ví dụ như 10 hợp đồng thì hầu như là đến 7-8 hợp đồng thì đều có kèm thêm thẻ bảo hiểm nằm viện và phẫu thuật. Thường thường Linh hay làm rõ này và làm so sánh. Thứ nhất là Linh so sánh về giữa thẻ bảo hiểm y tế của khách hàng, vì khi mà Linh tư vấn khách hàng thường hay nói là ồ thôi tôi có thẻ bảo hiểm y tế rồi, anh chị không cần thêm cho tôi cái thẻ bảo hiểm nằm viện và phẫu thuật nữa, vì khi bảo hiểm y tế là tôi cũng được nằm viện, là tôi cũng được chi trả gần như là 80% rồi. Thì Linh so sánh một cái hình ảnh cho khách hàng đơn giản nhất thôi, là khi mà có bảo hiểm y tế thì anh chị phải ngồi chờ xếp hàng làm thủ tục rất là lâu này. Còn với bên bảo hiểm nằm viện và phẫu thuật của AAA thì mình vào những cái quầy dịch vụ mình không phải chờ đợi xếp hàng lâu, rất là nhanh. Thứ hai là một bên mình có bảo hiểm y tế, nhưng mà tình trạng bảo hiểm y tế của Việt Nam mình rất là đông và quá tải, thì khi đó mình nằm viện mình có khi phải nằm một người một giường phải 2-3 người chẳng hạn. Thì khi mà một bên là có bảo hiểm nằm viện và phẫu thuật của AAA thì mình sẽ được nằm những cái giường dịch vụ rất là tốt, và khi đó có thể một mình có thể chỉ là một phòng này hoặc là một giường, và người nhà mình chăm thì cũng rất là thoải mái và dễ chịu, khác hẳn với cả bên là mình có bảo hiểm y tế như thế nào. Mọi người ơi, thì Linh thấy cái bảo hiểm nằm viện và phẫu thuật đó, mới ra mắt của công ty mình rất là ưu việt này. Theo cảm nhận của khách hàng của Linh thì mọi người khi nói đến thẻ bảo gần như 100% là mọi người rất là ok. Nên là mọi người hãy gắn cái bảo hiểm nằm viện và phẫu thuật trong những hợp đồng mà cả mọi người thiết kế cho khách hàng của mình nha. Chúc mọi người thành công, và Linh xin được ấn nút like cho thẻ bảo hiểm nằm viện và phẫu thuật.